Rồi, video mới sau khi ghé vườn chùa Tân Long ha, tham quan chút xíu chùa Tân Long. Ở dưới khu này chùa quá chừng rồi đó. Rồi đi tiếp ha. Văn hóa Gò Táo đây. À đây chắc cái đường đi vô cái Gò Táo đây quá. Nhớ anh Hùng Liệt Sĩ đây nè. Đường ẩn nó đi ấp Gò Táo chắc nó đây đó. Chạy thử tí ha. Gò Táo chứ không phải Đình Táo đâu. Để hỏi. Em ơi có biết cái Đình Táo ở đâu không em? Đình Gò Táo hả? Ừ. Đi thẳng xuống hả? À, chị cảm ơn nha. Quẹo xuống đây ha, vậy đúng. Vậy đúng ha. Tưởng đâu sai. Nó ghi là đường Gò Táo không, mình cũng thấy ai ai. Đình Gò Táo chạy thẳng xuống thôi, chút xíu nó vòng ra. Rồi, cây sữa đũa trồng hàng dài kìa. Ôi ớt, trời ơi, nguyên cây ớt nè. Chín ớt với cây thì là kìa. Nè. Đây, ớt trái đỏ hoe luôn. Trái này là ớt, ớt này không biết, ớt thường á, ớt bự bự kêu là ớt gì ta, không phải là ớt hiểm. Ớt hiểm cho nhỏ xíu, còn cái này là ớt F1, F2, F3, F4 gì. Rồi ở phía dưới nữa, ở bên kia thì trồng thì là nữa kìa. Đó, bông thì là màu vàng vàng đó, người ta lấy làm giống đó. Bây giờ biết có bông là để người ta lấy hạt giống ha. Mình quẹo hơi bị sớm.
ốc gò táo miểu ong gì tùm lum đây. Này nó kêu là gì đây? À, ốc gò táo, đường miểu ong. Đường là đường miểu ong. Không biết đường miểu ong, không biết trong đó có cái miểu ong nào không ha. Ôi sao mà nó nghi ngờ quá. Mới quẹo vô trong đó có gì trong đó không ta. Ôi, chạy vô trong đó có cái miểu ong mà. Ốc gò táo. Ôi à. Quá chừng đường này nè, ớt nè, ớt bỏ chết khô luôn. Trồng cải nè, không tưới 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 phun phun, bên đó đang phun. Hình như là mình đã chạy lạc rồi á. Kiểu này lát chạy ra không được nữa. Ờ, đâu có chạy xa dữ vậy đâu ta. Vừa xa quá. Cần xanh ung luôn. Ôi đi ra đường lớn lại hay gì nè, chạy ra đây là chạy ra gì đây. Mừng Xuân Mậu Tuất đường Gò Táo. Ôi chà,
này đường Gò Táo hả ta? Em chạy lên mấy người này hỏi thử coi. Sao tự nhiên mình cảm thấy đây không có người nữa. Đang giữa trưa gì nữa. Thôi để đi đợt về đi ha. Rồi tìm mà tìm nó không ra. Mà nó hùng khung cô đó nãy kia nó chỉ mình. Sẵn đường mất công vòng lại. Cho quẹo lại đây. Thì cái đình đó biết mới tới nhưng mà không biết thì đâu ai biết đâu tới, nên nó đâu có khai thác để làm một cái điểm tham quan đâu. Ở trong kia đang ngồi xếp hành nè. Hỏi chị này kìa. Chị cho em hỏi cái đình Gò Táo ở đâu rồi chị? Đây. Vô đây có bản ở Gò Táo. À. Cái chạy lên cái bò vô, chạy lên chuẩn đoạn đó. Cái quẹo trái cái bò vô đình. Đi đi chạy đi quẹo trái không hả? Ở đây là quẹo phải. À. Chạy vô tới đây cái bản Gò Táo này nè, có bản á. Mừng Xuân á không anh? Mừng Xuân phải không? Mừng Xuân gì á phải không? Mừng. Bẻo trái nha, em cảm ơn ha. Đúng cái đường đó mà sao không ra ta. Đi lại nè, đi lại lần nữa nè. Đường Gò Táo nào quẹo vô nè. Quẹo phải vô nè. Xong rồi bo cua quẹo trái ha. Đường Gò Táo nè. Nó kêu là đường Gò Táo. Quẹo trái vô cái đình. Đây chạy đường này đi thường xuyên á cho nên nhớ nó không có chính xác. Với lại là bây giờ đường nhựa người ta tráng hết rồi nè, nó mới được như vậy chứ hồi trước thì nó đâu có đẹp như vậy đâu. Đình Gò Táo đi hướng nào anh? Cái đình Gò Táo á. Đình á hả? À. Cái đình mà có cây đa nằm trên đó. À dạ. Nghe cây me đó thấy không? Thấy. Có là ngã ba rẽ tay phải. Rẽ phải hả? Có tới hả? Ra là gặp. Em cảm ơn ha. Dạ dạ. Đình có cây da. Rồi á. Tới cây me nè. Quẹo trái, quẹo phải.
phải vô chạy thẳng là gặp ha. Rồi đây bây giờ nhà cửa khang trang hết trơn ha, còn nhà tường không á. Ôi chạy thẳng đây ha, chạy thẳng ấy ra, ở có một đường thẳng như trong kia nữa. Trời ơi chạy thẳng ở đây thôi, thẳng đây mình bò lên thì chắc không phải đúng không? Để kiếm người nào đó hỏi nữa mới được. Hoặc là đi thẳng thẳng lên trên đó luôn, mình đi quẹo đây là sai rồi. Đúng không ta? À đây 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 rồi rồi tới rồi tới rồi. Tới rồi ha, tới hình cái da rồi, mọi người cũng tới chụp hình ha. Ở phía trước là có một cây me và một cây da ha. Các bạn trẻ vẫn tới đây chụp hình về cái đình này. Đây, cái me ha. Cái da đây. Rồi mình vô ha, vô mình đi tham quan đình tí ha. Mình đi ngược á, lý ra là mình đi cái hướng từ đầu kia chạy vô á, mà lúc trước đi từ hướng đầu đó chạy vô cho nên nó không có bị lộn xộn, mà đi từ hướng ngược bọc đít lên á, nên thấy nó lạ quá. Rồi thôi mình kết thúc video này, mình qua video mới ha.